Trong cuộc sống, tình cảm gia đình, tình anh em luôn gần gũi và thân thiết. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ta có những tính cách chưa đẹp như đố kỵ, ghen ghét trước thành công của người khác. Đó là một biểu hiện xấu. Vậy nhân vật người anh trong bức tranh của em gái tôi đã có những suy nghĩ như vậy, và người anh có nhận ra điều ấy hay không? Cô và các em sẽ tìm hiểu ở tiết học ngày hôm nay. Tiết 85-86, bức tranh của em gái tôi, của tác giả Tạ Duy Anh. Trước tiên chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu chung. Đây chính là hình ảnh tác giả Tạ Duy Anh. Với tác giả Tạ Duy Anh, chúng ta cần nắm những nét chính về ông. Tạ Duy Anh, tên thật là Tạ Việt Đãng. Ông sinh ngày 9 tháng 9 năm 1959, quê ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Ngoài bút danh Tạ Duy Anh, ông còn có những bút danh khác như là Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm. Là nhà văn hiện đại, là cây bút trẻ thời kỳ đổi mới, nên những tác phẩm của ông thường mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Và ông cũng là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1993. Với những cái tác phẩm rất là tiêu biểu như là Tạ Duy Anh, Chuyện ngắn chọn lọc, hay là Tạ Duy Anh, Thiên thần sắm hối, hay là Tạ Duy Anh, Trò đùa số phận, xuất bản năm 2008. Hay cuốn tiểu thuyết Lão khổ, xuất bản năm 1992. Ngoài ra, ông còn có những tác phẩm như là Hiệp sĩ áo cỏ, chuyện vừa viết cho thiếu nhi năm 1993. Hay tác phẩm Con dế ma, xuất bản năm 1999. Ông sáng tác ở rất nhiều thể loại, và ở thể loại nào thì ông cũng có những thành công nhất định. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Tác phẩm Bức tranh của em gái tôi đã đạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi của báo Thiếu niên Tiền Phong, và sau này in trong tập truyện Con dế ma, xuất bản năm 1999. Và đây chính là tác phẩm rất là tiêu biểu của Tạ Duy Anh, viết cho thiếu nhi. Để hiểu về tác phẩm thì cô giáo sẽ hướng dẫn các em đọc thông qua phần phân chia bố cục của văn bản. Với văn bản này, chúng ta có thể chia bố cục thành 3 phần. Phần 1, từ đầu đến có vẻ vui lắm. Phần thứ 2, tiếp theo đến vẽ những gì thân thuộc với cháu. Phần thứ 3 là nội dung của phần còn lại. Thì với phần 1 thì chúng ta cần đọc với giọng nó là khinh khỉnh, xem thường cô em gái. Phần thứ 2 là khi biết được tài năng của em gái thì chúng ta cần đọc với cái giọng đó là bực bội, khó chịu. Phần thứ 3 thì chúng ta đọc với giọng xúc động theo tâm trạng của nhân vật. Sau khi đọc xong thì chúng ta xác định cái nội dung chính của mỗi đoạn. Vậy ở phần 1, nội dung đó là khi tài năng của Kiều Phương chưa được phát hiện. Đoạn thứ 2 là khi tài năng của Kiều Phương được phát hiện. Nội dung của phần thứ 3 là Kiều Phương được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh. Về thể loại thì tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn. Với ngôi kể, chuyện được kể theo ngôi thứ nhất qua lời kể của nhân vật người anh. Vậy với ngôi kể thứ nhất thì nó sẽ khiến cho lời kể nó tự nhiên, chân thực, và nhân vật dễ dàng bộc lộ được những cái diễn biến tâm lý
và thể hiện một cách tinh tế nhất những thay đổi của nhân vật để nhân vật tự bộc lộ những suy nghĩ của mình. Và nhân vật chính đó là người anh và Kiều Phương. Nhân vật trung tâm trong tác phẩm chính là người anh. Vì trọng tâm của truyện, tác giả không nhằm ca ngợi phẩm chất hay là tài năng của Kiều Phương, mà chủ yếu phân tích diễn biến tâm trạng của người anh trước thành công của cô em gái. Vì vậy, tác giả hướng người đọc vào sự thức tỉnh của nhân vật người anh, và đó cũng chính là chủ đề của tác phẩm. Về phương thức biểu đạt của văn bản, đó chính là tự sự. Vì câu chuyện xoay quanh các sự việc như là giới thiệu về Kiều Phương, tài năng hội họa của Kiều Phương, từ đó thấy được cái tâm trạng, cái thái độ của người anh. Bên cạnh đó còn kết hợp với các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Trước khi đi vào tìm hiểu văn bản thì chúng ta cùng nhau tóm tắt lại chuyện. Câu chuyện kể về hai em Kiều Phương qua lời kể của người anh. Kiều Phương còn được đặt biệt danh là Mèo. Mèo là một cô bé nghịch ngợm nhưng lại có năng khiếu vẽ đặc biệt. Khi chú Tiến Lê phát hiện ra tài năng hội họa của em gái, người anh thường gắt gỏng xa lánh Mèo. Nhưng thực bất ngờ, bức ảnh đoạt giải của Kiều Phương lại là bức tranh vẽ về người anh thân yêu của mình. Đứng trước bức tranh Anh Trai Tôi, người anh nhận ra tấm lòng nhân hậu của em gái và hối hận vì đã có lúc mình đối xử không đúng với em. Vậy qua câu chuyện, tác giả muốn gửi đến thông điệp gì? Thì chúng ta cùng nhau chuyển sang nội dung phần thứ hai, đọc, tìm hiểu văn bản. Với văn bản chuyện này thì chúng ta sẽ phân tích theo các sự việc và nhân vật. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật người anh. Vậy nhân vật người anh được kể chủ yếu ở diễn biến tâm trạng qua các thời điểm. Khi tài năng của em gái chưa được phát hiện và khi tài năng của em gái được phát hiện. Và khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Vậy khi tài năng của em gái chưa được phát hiện thì người anh có những thái độ và hành động như thế nào? Thì các em hãy chú ý vào phần 1 của văn bản và tìm các chi tiết cho thấy thái độ của người anh với cô em gái. Là gọi em gái với cái tên rất là thân mật là Mèo. Rồi bí mật theo dõi em chế màu vẽ. Một hôm tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột đen xì, trông rất sợ. Thỉnh thoảng lại bôi bôi ra cổ tay. Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Nó thể hiện cái thái độ đó là ngạc nhiên. Thảo nào cái đít song chảo bị nó cạo trắng cả. Khi mà nhận xét về em, mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn. Mèo rất hay lục lọi các đồ vật với một sự thích thú đến khó chịu. Nhưng người anh coi đó là trò nghịch ngợm của trẻ con và coi thường với giọng điệu rất là kẻ cả của người anh. Này, em không để chúng nó yên được à? Cái lời nói rất là ra dáng của một người đàn anh, một người lớn và không thèm chú ý. Qua cách gọi tên đó thì chúng ta thấy được cái tình cảm anh em rất là thân mật và có chút coi thường những cái trò nghịch ngợm của cô em gái và không thèm
để tâm. Nhưng tình cảm thân mật ấy có mãi được hay không khi tài năng của em gái được phát hiện? Vậy người phát hiện ra tài năng của em gái đó là chú Tiến Lê, là một người họa sĩ, bạn thân của bố. Vậy thái độ của mọi người khi phát hiện ra tài năng hội họa của Kiều Phương? Như là chú Tiến Lê thì rạng rỡ hẳn lên nói với bố Kiều Phương: anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không? Bố cũng ngạc nhiên thốt lên: ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Còn mẹ thì không kìm nổi xúc động. Ai cũng vui mừng, quan tâm, tạo điều kiện để em phát triển tài năng. Vậy lúc đó thì cái tâm trạng, thái độ của người anh như thế nào khi mà tài năng của em được phát hiện? Ta chú ý vào đoạn trích ở trong chuyện. Mọi chuyện trong nhà vẫn như cũ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài. Những lúc ngồi bên bàn học, tôi chỉ muốn gục xuống khóc. Tôi chẳng tìm thấy ở mình một năng khiếu gì, và không hiểu vì sao tôi không thể chơi thân với mèo như trước kia được nữa. Chỉ một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt lên. Vậy qua cái đoạn chuyện, đoạn trích chuyện thì chúng ta có thể thấy được cái tâm trạng của người anh rất là buồn, thất vọng vì mình không có tài năng gì và thua kém em. Và cảm thấy mình bị lãng quên, chỉ muốn gục xuống khóc. Mọi chuyện trong nhà vẫn như cũ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình bất tài và bị đẩy ra ngoài. Và những lúc ngồi bên bàn học, chỉ muốn gục xuống khóc. Vậy cái từ cái tâm trạng đó thì người anh có những cái thái độ với em đó là gì? Khó chịu, gắt gỏng, xét nét em rất là vô cớ. Và chỉ cần một lỗi nhỏ ở em thì tôi cũng gắt lên. Và nhìn khuôn mặt của em gái, cảm thấy như là đang chọc tức mình. Và không thể thân với mèo như trước kia được nữa. Và đây cũng là một cái biểu hiện tâm lý rất là dễ gặp ở tuổi thiếu niên. Nhưng người anh không thể không quan tâm đến những bức tranh của em gái. Vì thế, tôi vẫn làm một việc mà tôi cho là coi khinh, đó là lén xem những bức tranh của em. Rồi, chút tiếng thở dài. Vì sĩ diện, mặc cảm tự tin, nên người anh tỏ ra không quan tâm. Xong tự đáy lòng cũng luôn thầm cảm phục cái tài năng của em. Đó là gì? Dường như mọi thứ trong ngôi nhà của tôi đều được nó đưa vào tranh. Mặc dù những nét vẽ to tướng, nhưng ngay cả cái bát múc cám lợn sứt một miếng cũng trở nên rất ngộ nghĩnh. Con mèo vằn vào tranh như con hổ, nhưng nét mặt vô cùng dễ mến. Dù mặc cảm này tự ti, thất vọng về bản thân, đố kỵ với em, nhưng cũng luôn thầm cảm phục cái tài năng của em. Câu chuyện sẽ như thế nào nếu không có điều bất ngờ xảy ra? Khi đứng trước bức tranh của cô em gái, thì tâm trạng người anh với rất nhiều xúc cảm. Người em trở về sau cuộc thi trong sự chào đón của tất cả mọi người trong gia đình, nhưng trong đó không có tôi. Khi biết tin được giải nhất, thì cô em gái sung sướng ôm cổ anh trai để chia sẻ cái sự vui mừng
thì người anh lại lạnh lùng gạt ra. Nhưng em gái vẫn vui vẻ mời anh đi dự lễ trao thưởng. Người anh lại tỏ ra không mặn mà gì. Đi xem tranh chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi. Đó chính là khoảng cách của sự đố kỵ với thành công, tài năng của cô em gái, chứ không phải sự vui mừng chân thành. Đến khi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung trong lồng kính, bên dưới là dòng chữ "Anh trai tôi, bức tranh đạt giải nhất", thì diễn biến cái tâm trạng của nhân vật tôi rất phức tạp. Vậy để biết được cái diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh khi xem bức tranh như thế nào, chúng ta hãy đọc đoạn trích trong sách giáo khoa. Tôi giật sững người, chẳng hiểu sao tôi bám chặt tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới con mắt của em tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ để trên bức tranh "Anh trai tôi". Vậy mà dưới mắt tôi thì... Con đã nhận ra con chưa? Mẹ vẫn hồi hộp. Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì được nói với mẹ, tôi sẽ nói rằng không phải con đâu, đó chính là lòng nhân hậu của em con đấy. Cái tâm trạng của người anh rất là phức tạp khi mà đứng trước bức tranh. Ban đầu, đó chính là sự giật mình, đến ngỡ ngàng, hãnh diện. Và sau cái sự hãnh diện đó là nhường chỗ cho sự xấu hổ. Vậy tại sao người anh lại giật mình sững sờ? Vì không ngờ em gái lại vẽ chính mình. Sau giây phút giật mình sững người đó thì người anh lại rất ngạc nhiên. Em gái vẽ mình trong bức tranh dự thi và coi mình là người thân yêu nhất. Vì lúc trước khi dự thi, chú Tiến Lê đã nói: "Cháu hãy vẽ những gì thân thuộc nhất với cháu." Và đối với em gái, người thân yêu gần gũi nhất chính là người anh trai. Và sau đó thì người anh rất là hãnh diện, thấy mình hiện lên trong bức tranh lại đẹp và hoàn hảo đến thế. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ toát lên từ cặp mắt. Tư thế ngồi của chú không chỉ là sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Đó chính là một bức tranh rất là đẹp, hoàn hảo. Một hình ảnh của một người anh yêu thương em hết mực. Một tâm hồn trong sáng, đầy suy tư. Đây chính là bức chân dung người anh hoàn hảo trong suy nghĩ của Kiều Phương. Nhưng sự hãnh diện ấy cũng lắng xuống, nhường lại cho sự xấu hổ. Dưới con mắt của em tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Câu hỏi
chính là lời chất vấn, là sự tự ý thức của người anh. Thấy mình bé nhỏ, hẹp hòi trước cô em gái và không xứng đáng như nhân vật vẽ trong bức tranh. Người anh xấu hổ vì đã từng cáu giận với em. Xấu hổ vì đố kỵ. Xấu hổ trước sự trong sáng, tấm lòng bao dung, nhân hậu của em dành cho mình. Bởi vậy, khi mẹ hỏi, con có nhận ra con không? Thì người anh đã nói, không phải con đâu. Đó chính là tâm hồn và tấm lòng nhân hậu của em con đấy. Câu nói đầy xúc động nhưng rất chân thật. Đó cũng là lúc người anh hiểu được cái lỗi lầm của mình và hiểu được tâm hồn, lòng nhân hậu của cô em gái. Vậy tại sao bức tranh chứ không phải một nhân vật khác lại có sức cảm hóa người anh đến thế? Vì bức tranh là nghệ thuật tìm kiếm cái đẹp, làm đẹp cho con người, nâng con người lên một bậc thang cao nhất của cái đẹp. Đó là chân thiện mỹ. Bức tranh được người em vẽ bằng tài năng và sự trong sáng của tình cảm của mình dành cho anh trai, nhưng lại có sức cảm hóa người anh. Qua đây ta thấy được cái nghệ thuật miêu tả tâm lý hết sức tinh tế của tác giả. Nó hoàn toàn phù hợp với tâm lý lứa tuổi của từng nhân vật. Từ đó thì người anh đã nhận ra được thói xấu của mình và thấy được tình cảm trong sáng, lòng nhân hậu của cô em gái. Bên cạnh hình ảnh người anh thì cô em gái Kiều Phương hiện lên với những nét đáng yêu, đáng quý nào? Chúng ta cùng tìm hiểu về nhân vật Kiều Phương. Các em chú ý vào phần 1 sách giáo khoa và tìm các chi tiết miêu tả về ngoại hình, hành động, tài năng của cô em gái Kiều Phương. Ta chú ý vào đoạn trích trong sách giáo khoa. Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là mèo, bởi vì nó luôn bị chính nó bôi bẩn. Nó vui vẻ chấp nhận cái tên tôi tặng cho, và hơn thế, còn dùng xưng hô với bạn bè. Mèo hay lục lọi các đồ vật với một sự thích thú đến khó chịu. Qua đoạn trích thì chúng ta cũng đã hình dung được về ngoại hình và hành động của Kiều Phương, về khuôn mặt của cô em gái Kiều Phương thì luôn bị lấm bẩn nhọ nhem. Chính vì vậy người anh đã đặt cho em gái cái biệt danh là mèo và còn vui vẻ chấp nhận, hồn nhiên khoe với bạn bè. Rồi cô bé còn rất là hay tò mò, hiếu động, thường lục lọi các đồ vật trong nhà với vẻ thích thú, rồi tự chế màu vẽ cho những bức tranh. Một hôm tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột đen xì, trông rất sợ. Nó chế thuốc vẽ. Sau khi đã hài lòng, nó lôi trong túi ra 4 lọ nhỏ. Cái màu vàng, cái màu xanh, sau khi nhét tất cả vào túi. Xong vui vẻ chạy đi làm những việc bố mẹ tôi phân công. Vừa đi vừa hát, có vẻ vui lắm. Vậy qua cái cách trò chuyện với người anh trai, ta cũng thấy
Kiều Phương là một cô bé rất là vui vẻ, nhí nhảnh và đáng yêu. Này, em không để nó được yên à? Nó lại vênh mặt lên. Mèo mà lại, em không phá là được. Là một cô bé say mê về hội họa, nên em đã tự chế thuốc vẽ này, rồi âm thầm tập vẽ. Vẽ tất cả mọi vật trong nhà đều rất đẹp và có hồn. Đặc biệt là rất yêu quý anh. Vẽ anh bằng tất cả tình yêu thương và sự kính trọng. Dù anh có gắt gỏng, nhưng vẫn lao vào ôm cổ anh, thì thầm muốn anh cùng đi nhận giải. Vậy qua những chi tiết trên, chúng ta có nhận xét gì về cô em gái Kiều Phương? Là một cô bé có tấm lòng nhân hậu, có tài năng hội họa, tình cảm rất là trong sáng. Chính tài năng, tấm lòng của Kiều Phương đã cảm hóa được người anh. Đặc biệt là tấm lòng nhân hậu, tình cảm trong sáng, hồn nhiên, độ lượng dành cho anh. Bức tranh của cô bé không chỉ bất ngờ với người anh trai mà còn bất ngờ với chính người đọc. Tấm lòng trong sáng, đẹp đẽ ấy dành cho người thân và nghệ thuật. Tình anh em cũng được gắn kết từ vẻ đẹp của cô em gái Kiều Phương. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu về hai nhân vật trong tác phẩm Bức tranh của em gái tôi. Để tổng kết lại nội dung ý nghĩa của chuyện, chúng ta đi tìm hiểu phần thứ 3. Tổng kết về nghệ thuật. Tác giả Tạ Duy Anh đã rất thành công trong việc khắc họa nhân vật bằng chính lời kể rất thật, xúc động của người anh, được kể theo ngôi thứ nhất, và miêu tả chân thực diễn biến tâm lý nhân vật rất là phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Đặc biệt là tạo được cái tình huống chuyện rất là bất ngờ, làm cho câu chuyện hấp dẫn và chủ đề tư tưởng được thêm rõ nét. Vậy ý nghĩa chúng ta rút ra từ câu chuyện: tình cảm trong sáng, tấm lòng nhân hậu giúp con người nhận ra phần hạn chế để hoàn thiện mình. Tác phẩm đã gợi ra những điều sâu sắc về các mối quan hệ, thái độ, cách ứng xử giữa con người với con người trong cuộc sống. Trong cuộc sống thì chúng ta có rất là nhiều mối quan hệ, bạn bè hay trong gia đình. Có những lúc mình cũng ghen tị, đố kỵ với bạn bè, người thân. Vậy sau khi học xong tác phẩm, các em cần rút ra bài học cho bản thân để tự hoàn thiện mình. Bài học được rút ra từ câu chuyện: ghen ghét, đố kỵ trước thành công hay tài năng của người khác là một tính xấu. Cần vượt qua mặc cảm, tự ti để có sự trân trọng và niềm vui thực sự trước thành công hay tài năng của người khác. Tình cảm trong sáng, nhân hậu có thể giúp con người vượt lên và hoàn thiện bản thân mình. Anh em thì phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khó khăn, không khen tị, phải có lòng độ lượng, khoan dung. Như Edmond Asimi đã từng nói, đừng để con rắn ghen tị luồn vào trong tim
Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim bạn. Từ việc tìm hiểu nội dung của chuyện, các em về sẽ thực hành hai đề sau. Đề thứ nhất, viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Đề số 2, em hãy vẽ một bức chân dung hoặc viết một đoạn văn ngắn kể về người thân yêu trong gia đình của em. Về các em hãy tóm tắt chuyện, học bài kết hợp với sách giáo khoa, làm các bài tập ở phần luyện tập. Bài học hôm nay cô giáo dừng lại tại đây. Mến chào các em.